Hi, xin chào Bầm là Chọn ha. Ngày hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2024. Đây là cái lô cá coi sắc màu mình mới dự bài ngày hôm nay. Lô cá này thì rất là quen thuộc rồi, kích thước 15 cm. Xin lễ để trước những em này thì sẽ có hai lựa chọn cho các bạn ha. Một là cân ký vớt ngẫu nhiên, một ký sẽ dao động từ 15 cho đến 17, 20 con. Xin lễ để trước một ký sẽ là 40 tờ vé số cho một ký. Còn nếu như các bạn muốn lựa từng con theo màu hoặc yêu cầu mình lấy theo màu mà các bạn thích thì sẽ là 4 tờ vé số cho một bé ha các bạn. Cá bên mình giao tất cả các tỉnh thành, ở đâu mình cũng có thể gửi cá cho các bạn được hết. Bên mình có bảo hành vận chuyển ha, nhận cá nếu cá có vấn đề rủi ro gì, quay clip lại bên mình sẽ đền cho các bạn lô cá mới, cho nên các bạn cứ thoải mái vô tư lựa chọn cá bên mình. Mình nhắc lại ha, cân ký vớt ngẫu nhiên 40 tờ vé số cho một ký. Lựa theo màu, lựa từng con hoặc tới từng nơi lựa, 4 tờ vé số cho một con kích thước 15 16, 17 cm, cá đầy đủ màu sắc luôn. Đây là dòng cá coi F1 ha, rất là dễ nuôi, chỉ cần máy lọc và máy oxy thôi là các bạn có thể nuôi được cái dòng cá này rồi. Thích hợp tất cả mọi loại hồ, từ hồ kính cho đến hồ sân vườn, hồ xi măng ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn.